Em xin kính chào toàn thể các bác. Hôm nay em xin giới thiệu một chiếc đài Philips nhập châu Âu, model D8254. Chiếc đài nhập châu Âu về trong tình trạng còn rất là đẹp. Model là D8254. Điện áp là 220V, 240V tiện sử dụng nha. Chiếc đài là sản xuất tại Áo, châu Âu nha. Rồi, không để các bác chờ đợi lâu, em xin test nha, test phần băng trước nha. Để cầm điện. Rồi. Rồi, hoạt động rất tốt nha. Để em test phần radio nha. FM nè. Khoảng 23,3 độ vĩ bắc, 107,8 độ kinh đông, trên vùng ven biển khu vực từ Quảng Ninh đến Thái Bình. Sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây tây bắc. Mỗi mới sẵn sàng ra thẻ theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt, đồng thời kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn thực hiện chủ chiến đất, phân lô, tình hình khu dân cư. Vĩ bắc 106,1 độ kinh đông. Rồi chuyển qua AM nha. Một sản phẩm của diễn khó khát là các thủ cổ được rồi, tất cả là hoạt động hoàn hảo ha. Mọi nhu cầu giao lưu xin các bác liên hệ Zalo của em 0981 868 378. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi.